Sẽ giới thiệu cho bạn một từ tiếng Anh mà đảm bảo các bạn chưa dùng bao giờ luôn. Đó chính là từ knockout. Nếu như các bạn xem boxing và yacing thì các bạn biết knockout là muốn đánh hạ gục đối thủ. Không nào, nhưng từ knockout này nó có một nghĩa lóng mà mọi người khá hay sử dụng, đó chính là để khen một người mà đẹp không thể tưởng tượng nổi. Thường được dùng cho phụ nữ. Ví dụ như là Mary's knockout. Có một câu thả thính mà mình rất yêu thích luôn. Ví dụ như, đó chính là I'm sorry but you're in the boxes cause you're knockout. Như bạn nào mà ế vợ ấy, ngày sau ấy lấy vợ tương lai mà ế vợ ấy, các bạn sang lấy vợ Tây, tán từ này, dùng từ này mà tán ấy, tán phát đổ luôn. Nhưng mà nếu không đổ ấy thì thôi. Được không nào? Chào tạm biệt các bạn. See you next time. Goodbye.